Giá dầu giảm mạnh nhất trong vòng 5 năm qua khiến nhiều nước phụ thuộc vào xuất khẩu dầu lao đao. Trung bình mỗi thùng dầu thô được bán ra quanh mức 60 đô la một thùng, giảm tới 40% so với đầu năm. Nước bị ảnh hưởng nhiều nhất là Nga. Giá trị của đồng rúp giảm tới hơn một nửa so với đồng đô la tính từ đầu năm nay, trong khi lạm phát sẽ chạm mức 10% đến cuối năm nay. Nếu tình trạng này tiếp diễn, kinh tế Nga dự đoán là sẽ lâm vào suy thoái bắt đầu từ năm tới. Tình trạng giá dầu giảm cũng ảnh hưởng không hề nhỏ tới Việt Nam. Chỉ số chứng khoán VN Index liên tục chạm đáy trong thời gian gần đây và hôm qua xuống mức 535 điểm. Trong khi đó, nợ chính phủ của Việt Nam được xác định là 1,5 triệu tỷ đồng. Tính đến hết năm 2013, nợ chính phủ đã tương đương với 184% số thu ngân sách hàng năm. Cục Hàng không vừa đề nghị giảm giá vé máy bay nội địa hạng phổ thông. Theo đó, mỗi chiếc vé máy bay chặng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm khoảng 700.000 đồng.